Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Huyện Như Thanh tăng cường phối hợp phòng cháy chữa cháy rừng vùng trọng điểm quý vị và các bạn, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6, có khoảng 30.000 công nhân ngoại tỉnh đang tập trung ở huyện Việt Yên và Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang sẽ được đưa về các tỉnh thành trên cả nước. Người lao động về quyết đợt này là công nhân nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi, người cao tuổi có bệnh lý nền, các F0 đã khỏi bệnh, F1 hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính và đủ điều kiện theo dõi sức khỏe tại nhà. Lao động trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội đã được sàng lọc xét nghiệm real-time PCR âm tính nhiều lần và có nguyện vọng về quê. Được biết khi dịch bùng phát mạnh, tỉnh Bắc Giang đã sắp xếp cho hơn 60.000 công nhân ở lại để tránh bùng phát dịch lây nhiễm trên toàn quốc. Tuy vậy, số lượng hơn 22.000 F1 đang ở các khu cách ly tập trung, đặc biệt tại tâm dịch Việt Yên đã gây áp lực lớn trong việc chăm sóc đầy đủ cho các đối tượng này. Trước thực tế trên, Bắc Giang đã làm việc với nhiều địa phương để đưa công nhân tạm trú trên địa bàn về quê. Số công nhân trở về địa phương tự cách ly có thể quay lại Bắc Giang làm việc bình thường khi doanh nghiệp khôi phục hoạt động 100%. Phương tiện đưa đón công nhân trở về do các địa phương sắp xếp hỗ trợ tỉnh Bắc Giang. Nếu không bố trí được xe, Bắc Giang sẽ hỗ trợ thuê và tập trung công nhân tại địa điểm chỉ định, đảm bảo hạn chế di chuyển, lây nhiễm chéo. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là sau khi xuất hiện ổ dịch từ Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hướng dẫn tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo tín ngưỡng tôn giáo chủ động thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chùa Thanh Hà, thành phố Thanh Hóa là nơi có nhiều Phật tử đến vãn cảnh lễ Phật cầu an, nhất là trong những ngày mùng 1 và rằm. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Phật tử đến chùa hầu hết đều đeo khẩu trang. Những ai chưa có sẽ được nhà chùa cấp phát. Đồng thời nhà chùa cũng bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại nhiều vị trí để người dân thuận tiện sử dụng. Đối với các sự kiện lớn của một Phật đản thì cũng thực hiện theo khuyến cáo của chính phủ cũng như là Bộ Y tế và đặc biệt là có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì phần các chùa trên tỉnh là tổ chức nội bộ không tụ tập đông người và có khoảng cách và chia chia các thời gian hành lễ để nhằm là không tụ tập quá những số người Để phòng dịch Covid-19, kể từ ngày mùng 4 tháng 6, giáo sứ Hữu Lễ ở xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân đã ngưng toàn bộ các hình thức sinh hoạt hội họp, cầu nguyện, tĩnh tâm cộng đoàn khi nhận được thông báo này, gia đình anh Ngô Đức Hạnh, giáo dân thuộc giáo xứ Hữu Lễ đã chấp hành quy định bằng cách thực hiện thánh lễ tại nhà. Đi lễ thì là món ăn tinh thần. Đó là cái phần nuôi dưỡng cái phần linh hồn của chúng tôi. Nếu như mà không được tham dự thánh lễ trực tiếp ấy, là một cái vấn đề rất là khó khăn cho chúng tôi. Nhưng biết sao được. Bây giờ thì đang là đại dịch mà không phải mình ở mình mà cả nước mình, cả thế giới nữa nên là phải hưởng ứng thôi. Cái này là sức khỏe, lo cho sức khỏe bà con, lo cho sức khỏe mọi người và cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 4 tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động là Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao Đài với hơn 300.000 tín đồ. Để sớm đẩy lùi dịch bệnh, hiện tất cả các cơ sở tôn giáo đang chủ động đồng hành với chính quyền các địa phương và nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng chống dịch. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, số tiền hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống COVID-19 thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến nay là hơn 28 tỷ đồng. Để đạt được con số trên có sự ủng hộ tích cực của người dân, các sở ngành địa phương và đặc biệt là sự chung tay của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty này cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Nhưng với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn được chung tay cùng chính quyền và người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19, cán bộ, người lao động công ty ngoài dành mỗi người một ngày lương còn trích quỹ phúc lợi được 2 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Đáp ứng với cái lời kêu gọi của các cấp chính quyền và có mặt trận tổ quốc, chúng tôi cũng với vừa khắc phục khó khăn để thực hiện cái nhiệm vụ kép là vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh. Đến nay thì công ty cũng đã dành trích từ cái quỹ tiền lương của cán bộ nhân viên để ủng hộ cho cái quỹ phòng chống Covid của tỉnh. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 28 tỷ đồng của hơn 400 đơn vị doanh nghiệp cá nhân ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Sự chung tay đồng lòng hỗ trợ của doanh nghiệp sẽ tạo thêm nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả hơn nữa. Hôm nay đến đây, công ty muốn đóng góp một phần nhỏ vào quỹ vaccine của tỉnh Thanh Hóa, mong muốn công nhân Thanh Hóa sớm được tiêm vaccine phòng dịch. Tôi rất tin tưởng khi đến Việt Nam bởi tinh thần đoàn kết, đồng lòng và các chính sách của chính phủ và địa phương rất tốt để khống chế dịch bệnh. Trong khi dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân, thì sự chung tay góp sức cả về vật chất lẫn tinh thần của các cá nhân đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp cho công tác phòng chống dịch là rất đáng quý, đáng trân trọng. Mỗi người, mỗi doanh nghiệp là một tấm lòng, một sự sẻ chia để nhân lên sức mạnh và niềm tin trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần đưa các hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến hết ngày 10 tháng 6, các bộ ngành mới giải ngân được 1.253 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài, đạt 7,53% so với dự toán được giao. Đáng chú ý là có 8 trong số 13 bộ ngành đến nay vẫn chưa giải ngân đồng vốn nào. 5 bộ ngành còn lại đã giải ngân, tập trung chủ yếu ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đạt hơn 18% và Bộ Giao thông Vận tải đạt hơn 14%. Theo Bộ Tài chính, Nguyên nhân khiến việc giải ngân đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của các bộ ngành đạt thấp là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến các chuyên gia tư vấn không thể sang Việt Nam để thực hiện hợp đồng tư vấn, ý kiến của nhà tài trợ trong xử lý triển khai dự án chậm, vật tư hàng hóa thiết bị nhập khẩu từ khu vực các nước có dịch Covid-19 bị ách tắc dẫn đến ảnh hưởng đến tiến trình triển khai các dự án. Bên cạnh đó, còn có các nguyên nhân chủ quan như dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thậm chí chưa hoàn thành thủ tục đàm phán hoặc chưa ký hiệp định vay nhưng đã được bố trí vốn, dự án đã đề xuất dừng triển khai nhưng vẫn được bố trí dự toán sẽ phải hủy dự toán. Dự án đã được bố trí vốn, đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng chậm triển khai các công tác sẵn sàng cho đầu tư như chậm giải phóng mặt bằng, tái định cư, chưa hoàn tất thiết kế cơ sở. Thời gian qua bà con nông dân nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn phát triển cây thanh long. Đến nay, cây thanh long đang từng bước khẳng định được hiệu quả, góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hàng nghìn hộ dân trồng thanh long với diện tích gần 500 ha. Một số địa phương có diện tích trồng thanh long quy mô lớn như Thạch Thành, Yên Định, Bỉm Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Hậu Lộc, Tĩnh Gia. Ước tính hàng năm, Thanh Hóa có sản lượng thanh long đạt trên 8.000 tấn quả. Qua thực tế, có thể khẳng định cây thanh long đã thích nghi sinh trưởng và phát triển tốt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cho chất lượng quả ngon khi trồng ở nhiều vùng đất. Hiện nay, nhiều vườn thanh long đang phát triển mạnh trên nhiều vùng đất đồi hoang và đang từng bước thay thế nhiều cây trồng kém hiệu quả ở các địa phương, mở ra hướng phát triển mới cho bà con nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình. Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có gần 37.000 hecta rừng thảm thực vật chủ yếu là các loại cây gỗ nhỏ, các loại thực bì dễ cháy. Huyện có 4.500 hecta vùng trọng điểm cháy. Vào mùa nắng nóng, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan, chủ rừng và người dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống cháy rừng. 6 giờ sáng hàng ngày, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh chuẩn bị phương tiện, xe máy, bắt đầu tuyên truyền lưu động phòng cháy chữa cháy rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh được ra quản lý trên 15.000 ha rừng, trong đó có nhiều diện tích rừng thông, keo dễ cháy. Bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, ban còn xây dựng phương án đối với các khu vực trọng điểm cháy, phân công trực chốt 24 trên 24 giờ trong những đợt nắng nóng, dự báo cấp cháy rừng cao, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, các gia đình nhận khoán, xử lý thực bì, tuần tra canh gác lửa rừng, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong hoặc gần rừng. Thì lực lượng ban quản lý rừng ủng hộ thì có khoảng 36 người thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng mà trên 15.000 ha rừng đất rừng mà được giao cho đơn vị một mình đơn vị không thể thực hiện những việc đó được cho nên phải, phải dựa vào cái sức mạnh của toàn dân để thực hiện trong công tác phòng cháy ở đấy rừng đối với các địa phương thì có các cái tổ đội phòng cháy rồi có các cái lực lượng là dân quân tự vệ công an để khi mà xảy ra cháy thì là trong cái quy chế phối hợp thì giữa kiểm lâm giữa ban quản lý và các chính quyền địa phương thì sẽ huy động toàn bộ các cái lực lượng tại chỗ đó để mà tham gia cái công tác phòng cháy chữa cháy, 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 rừng. Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm, hạt kiểm lâm huyện Như Thanh đã tham mưu cho ủy ban dân huyện xây dựng phương án cụ thể với từng vùng, đặc biệt là vùng trọng điểm cháy. Công tác phối hợp giữa các thành viên ban chỉ đạo phát triển rừng, chính quyền 14 xã thị trấn, hai chủ rừng nhà nước và người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Các địa phương đơn vị đã phân công trực 24 trên 24 giờ vào những ngày nắng nóng khô hanh. Đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng, phân công lực lượng thường trực tại vùng trọng điểm nguy cơ cháy cao. Trong những năm gần đây trên địa bàn huyện Như Thanh chúng tôi không xảy ra cháy rừng. Chúng tôi sẽ bám sát tình hình thực tiễn và để tham mưu thực tốt cho huyện để triển khai thực hiện tốt cái công tác phòng cháy cháy rừng ở trên địa bàn. Trong đó thì cái giải pháp về tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân địa phương vẫn là cái hàng đầu. Sau đấy là cái việc mà quản lý chặt chẽ cái nguồn lửa có thể gây ra cháy rừng. Hiện đang là mùa nắng nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh việc chủ động các phương án phòng cháy, lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chức năng của huyện Như Thanh tăng cường tuyên truyền để người dân cũng cần thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy chữa cháy rừng, không đốt thực bì rơm già các khu ruộng gần rừng, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thành Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Báo Đại đoàn kết đánh giá đây là việc làm cần thiết để chặt đứt mục đích tham nhũng. Bài viết phân tích thu hồi tài sản do tham nhũng mà có là công việc khó khăn vì mục đích cuối cùng của tội phạm tham nhũng là kinh tế nên các đối tượng thường dùng nhiều mưu mô để che giấu tẩu tán tài sản như sang tên cho người khác hoặc có tài khoản bí mật ở nước ngoài. Vì thế, khi xuất hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì cần áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn như kê biên, phong tỏa tài sản từ khi đủ cơ sở khởi tố một cá nhân nào đó về hành vi tham nhũng để tránh việc đánh tháo tẩu tán. Trong quá trình giải quyết vụ việc, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét toàn diện cả về nguồn gốc tài sản, thời điểm thực hiện giao dịch, cho tặng, để xác định giao dịch đó có phải nhằm mục đích tẩu tán, trốn tránh nghĩa vụ hay không. Đây được coi là biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, đồng thời chặt đứt mục đích của các đối tượng tham nhũng. Lo đầu tư công vỡ trận vì giá vật liệu xây dựng tăng phi mã là nhan đề bài viết trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam khi nói về thực trạng hàng loạt dự án đầu tư công đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Bài viết dẫn chứng tỷ trọng chi phí thép xây dựng chiếm từ 12 đến 16% trong tổng giá trị công trình. Nếu giá thép biến động 10% thì giá công trình tăng thêm 1%. Thời điểm hiện tại, giá thép có loại đã tăng từ 40 đến 45% so với thời điểm cuối năm 2020, tương ứng giá trị công trình tăng thêm hơn khoảng 4%. Trong khi đó, đối với nhà thầu, lãi của một công trình chỉ dao động dưới mức 5% với điều kiện chủ đầu tư thanh toán đúng hạn không nợ động. Trong khi đó, không chỉ thép, mà rất nhiều vật liệu xây dựng khác tăng đã làm đội vốn công trình xây dựng. Điều này khiến nhiều dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước có nguy cơ đình trệ, từ đó dẫn đến vốn đầu tư công được giải ngân không đạt kế hoạch, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế nói chung. Nếu chính phủ, các bộ ngành địa phương không có chính sách và giải pháp kịp thời phù hợp thì khó thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã được quốc hội đặt ra. Trước tình hình dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp kiệt quệ, các chuyên gia cho rằng ngoài việc giảm thuế phí thì cần phải có những biện pháp hỗ trợ cụ thể hơn, thông tin trên báo Lao động. Bài viết dẫn ý kiến một số chuyên gia kinh tế cho rằng trong bối cảnh hiện nay, chính phủ nên có những chiến lược để giải cứu các doanh nghiệp cụ thể theo tầm nhìn của quốc gia chứ không phải để các doanh nghiệp cố gắng sống qua ngày đoạn tháng. Cần nhìn rõ cứu trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay là đầu tư cho tương lai việc đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động cần phải thay đổi theo hướng hỗ trợ phục hồi và phát triển thay vì mục tiêu hỗ trợ thanh khoản để cầm cự như thời điểm một năm trước. Các chuyên gia cho rằng chính sách hỗ trợ trong giai đoạn này cần tập trung trợ giúp khuyến khích đầu tư nhằm vào những đối tượng khu vực đang tạo nên dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Thay vì hỗ trợ chung chung cho tất cả các đối tượng chịu ảnh hưởng sẽ khiến nguồn lực bị phân tán, giàn trải, kém hiệu quả. Theo bài viết trên báo Tiền Phong, các mặt hàng nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử và tăng được lượng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, châu Âu, cho thấy việc đầu tư để khai phá các thị trường ngách đã tạo diện mạo mới cho hàng Việt Nam. Bài viết cho biết, vừa qua, lô vải thiều Thanh Hà Hải Dương đầu tiên đã được xuất khẩu sang Cộng hòa Séc, quốc gia nơi có dân số đông và cộng đồng người Việt Nam lớn nhất nhì Liên minh châu Âu EU. Lô hàng này được xuất theo hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU EVFTA. Dự kiến trong tuần tới, lô vải thiều lục ngạn Bắc Giang cũng lên đường chinh phục cộng đồng 27 quốc gia thuộc EU với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm rất khắt khe. Bên cạnh đó, năm nay, doanh nghiệp bắt đầu kết hợp tiêu thụ nông sản qua sản thương mại điện tử. Trong tương lai, thương mại điện tử được đánh giá là một kênh bán nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để tranh thủ được các kênh bán hàng này, nông dân và các thương nhân cần quan tâm hơn tới việc nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính như EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ thông qua các thị trường ngách và dịch chuyển xuất khẩu qua cả các nền tảng thương mại điện tử. Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố quyết định về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc giai đoạn 1 và dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng giai đoạn 2. Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc giai đoạn 1 áp dụng cho quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BOO. Qua công tác kiểm tra sẽ xác định những tồn tại vướng mắc để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật chưa phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân liên quan chấp hành nghiêm túc quyết định kiểm tra, phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng quy định, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, đặc biệt phải nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện một số trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả. Đây không những là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị này đã phát hiện và xử lý 18 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đáng chú ý, trong số này có rất nhiều trường hợp đối tượng sử dụng giấy phép lái xe giả là người điều khiển xe ô tô. Đây là những phương tiện rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Giấy phép lái xe giả thường được làm giả hết sức tinh vi, người thường không có nghiệp vụ chuyên môn khó có thể phát hiện. Trong khi đó, Phần lớn là người không thể thi lấy bằng hoặc ngại học nên chọn việc mua bằng để tham gia giao thông. Việc mua bán sử dụng giấy phép lái xe giả là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dẫn đến tai nạn giao thông. Bởi đa phần người điều khiển phương tiện đều chưa được đào tạo, chưa có kỹ năng xử lý tình huống rất dễ gây tai nạn. Trong một số trường hợp ví dụ như là lái xe không qua một cái trường lớp nào mà không không có thời gian học tập, không có thời gian học và sát hạch lái xe nhưng người ta bỏ tiền ra người ta mua một cái chỗ nào đấy người ta cấp giấy phép lái xe. Đấy, thứ hai nữa là rằng là có trường hợp là, là lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe một thời gian rất là dài. Trong thời gian đó thì người ta lại đấu mối người ta mua những cái giấy phép lái xe là không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đấy thì những cái việc đó thì xảy ra rất là nhiều nguy hiểm. Để ngăn chặn tình trạng sản xuất, mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả, các cơ quan chức năng cần quyết liệt vào cuộc có nhiều biện pháp kiểm tra để loại trừ nạn mua bán giấy phép lái xe giả, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả tham gia giao thông. Cùng với đó là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Bản tin thanh hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.